Mình là Kim Hằng đến từ phòng huấn luyện An Quay, phụ trách nhãn hàng Nutrilite. Và ngày hôm nay, Hằng rất vui vì có cơ hội chia sẻ đến các anh chị giải pháp Nutrilite hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương khớp. Như chúng ta đã biết, xương khớp đóng nhiều vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Nếu như xương giúp tạo dáng cơ thể, bảo vệ các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể, là chỗ neo bám của các bó cơ và là nguồn dự trữ canxi dồi dào, thì khớp là điểm kết nối vật lý giữa các xương. Khớp chứa nhiều mô liên kết, dây chằng, gân và sụn để hỗ trợ chuyển động linh hoạt của cơ thể. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân gây ra các bệnh về xương khớp như tuổi tác, thừa cân béo phì, lao động nặng thường xuyên hay là làm việc sinh hoạt sai tư thế, đặc biệt thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe xương khớp, chẳng hạn như canxi, magie, glucosamine, chorm protein, acid hyaluronic, vitamin C, omega 3, v.v. sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn nguyên liệu cho xương khớp, từ đó khiến cho gia tăng mối nguy thoái hóa khớp và đau nhức xương khớp. Chính vì vậy, chúng ta cần ý thức chủ động chăm sóc xương khớp ngay từ bây giờ. Và ngày hôm nay, Hằng xin giới thiệu các sản phẩm Nutrilite hỗ trợ sức khỏe xương khớp bao gồm 3 sản phẩm. Đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine và cuối cùng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Salmon Omega 3. Hãy cùng tìm hiểu các đặc điểm nổi trội của các sản phẩm này, cũng như lý do tại sao các sản phẩm này lại có mặt trong bộ giải pháp sản phẩm chăm sóc sức khỏe xương khớp của Nutrilite các anh chị nhé. Trước hết, hãy cùng tìm hiểu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium. Nghe tên của sản phẩm này thôi là chúng ta đã hình dung được thành phần chính có ở trong sản phẩm chính là canxi và magie và mang lại lợi ích sức khỏe chủ đạo cho hệ xương của chúng ta. Mỗi viên sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium sẽ giúp cung cấp cho cơ thể của chúng ta 217mg canxi dưới dạng canxi carbonate, 108mg magie dưới dạng magie oxit. Ngoài canxi và magie thì mỗi viên sản phẩm còn chứa 3,3mg kẽm dưới dạng kẽm citrat, 0,8mg mangan dưới dạng mangan citrat, 0,7mg đồng dưới dạng đồng citrat và đặc biệt sản phẩm có chứa bột đông khô cỏ linh lăng. Vậy vai trò của các dưỡng chất trên đối với sức khỏe hệ xương của chúng ta như thế nào? Anh chị thân mến, canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương và răng của chúng ta. Canxi là khoáng chất nhiều nhất ở trong cơ thể và 99% lượng canxi ở trong cơ thể được tìm thấy ở trong xương và răng. Magie sẽ giúp cải thiện sự hình thành tinh thể xương, làm giảm nguy cơ loãng xương, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi và thay đổi lượng hormone nhất định liên quan đến điều hòa canxi ở trong cơ thể. Và một điều đặc biệt có trong sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium đó chính là tỷ lệ canxi và magie là 2:1. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ canxi và magie 2:1 là tỷ lệ giúp gia tăng hoạt động hiệu quả của hai khoáng chất này trong cơ thể của chúng ta. Ngoài canxi và magie thì sản phẩm còn chứa các khoáng chất khác như kẽm, mangan và đồng. Vai trò của các khoáng chất này sẽ giúp duy trì mô liên kết, phát triển các sợi collagen trong xương và đóng vai trò như chất hỗ trợ cho một số enzyme quan trọng trong cơ thể để xây dựng xương khỏe mạnh. Và một điều đặc biệt tạo nên nét độc đáo của sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium đó chính là sản phẩm có chứa bột đông khô cỏ linh lăng. Như anh chị đã biết, cỏ linh lăng là một trong các loại cây trồng được trồng lâu đời, được sử dụng làm thực phẩm dinh dưỡng cho người và làm thuốc thảo dược. Cỏ linh lăng có sức sống mãnh liệt, có thể phát triển đến chiều cao lên tới 1 mét và có hệ thống rễ sâu trung bình từ 2 đến 3 mét. Đôi khi phát triển đến độ sâu hơn 15 mét để tiếp cận với mặt nước ngầm, hấp thu các khoáng chất từ lòng đất. Có thể nói, cỏ linh lăng được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc. Trong số tất cả các loại thực vật, cỏ linh lăng là loại thực vật có chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao nhất thế giới. Đồng thời, cỏ linh lăng là nguồn axit amin phong phú và giàu dưỡng chất thực vật, nên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đối với sức khỏe hệ xương, cỏ linh lăng sẽ giúp củng cố sức khỏe hệ xương thông qua việc cung cấp các dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo xương như các khoáng chất canxi, đồng, magie, phốt pho, mangan, kẽm, v.v. và các vitamin như vitamin D, vitamin K và vitamin C, v.v. Ngoài ra, cỏ linh lăng còn giúp cung cấp các dưỡng chất thực vật chống oxy hóa, đặc biệt là các dưỡng chất thực vật thuộc nhóm carotenoids để giúp hạn chế quá trình hủy xương như beta-carotene và lutein.
Như vậy, chúng ta đã hiểu được vai trò của các thành phần có trong sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium đối với sức khỏe hệ xương. Và với các thành phần độc đáo này đã mang đến công dụng sản phẩm, đó chính là bổ sung canxi và magie giúp hệ xương răng chắc khỏe, giúp trẻ phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương chậm lớn ở thiếu niên và giảm nguy cơ loãng xương ở người già. Cách dùng sản phẩm này như thế nào? Các anh chị hãy uống mỗi lần một viên, mỗi ngày 3 lần, tốt nhất ngay sau bữa ăn. Và đối tượng sử dụng sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium là ai? Đó chính là những người trưởng thành cần bổ sung canxi, thiếu niên từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là những thiếu niên còi xương chậm lớn, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, hấp thu canxi kém, những người phụ nữ tiền mãn kinh, người già loãng xương. Anh chị thân mến, nếu như sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium mang lại lợi ích sức khỏe chủ đạo cho xương, thì tiếp theo đây, sản phẩm Nutrilite Glucosamine hỗ trợ sức khỏe chủ đạo cho khớp. Khớp khỏe mạnh khi sụn khớp bền dai đàn hồi, không bị bào mòn và đủ dịch khớp để giúp cho cơ thể của chúng ta chuyển động linh hoạt, uyển chuyển, thoải mái, không bị đau đớn khi di chuyển. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine sẽ chứa các cái dưỡng chất bao gồm glucosamine hydrochloride dẫn xuất từ tôm và cua, chondroitin sulfat chiết xuất từ sụn cá mập, chiết xuất nhũ hương, axit hyaluronic, bột đông khô Acelora Cherry và bột Citrus Dehydrate. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng phân tích vai trò của các thành phần trên hỗ trợ cho sức khỏe khớp của chúng ta như thế nào các anh chị nhé. Đầu tiên, đó chính là glucosamine chiết xuất từ tôm và cua. Anh chị thân mến, glucosamine là tiền chất để nuôi dưỡng và tái tạo sụn khớp. Glucosamine là tiền chất để tổng hợp nên glycosaminoglycan, từ đó tổng hợp nên proteoglycans. Proteoglycans là thành phần chính để nuôi dưỡng và tái tạo sụn khớp, giúp bảo vệ các đầu xương, giảm chấn động lên các xương trong cơ thể, tạo ra sự đàn hồi và khỏe mạnh cho cấu trúc khớp. Ngoài ra, glucosamine còn là thành phần để tạo nên dịch khớp, giúp tăng sản xuất dịch khớp, tăng khả năng bôi trơn và giảm ma sát sụn khớp, giúp các khớp vận động linh hoạt hơn. Kế đến, đó là chondroitin chất lượng cao từ sụn cá mập. Chondroitin sẽ giúp kích thích tổng hợp proteoglycan, collagen, đây là các thành phần chính tạo nên lớp sụn đệm. Bên cạnh đó, sụn chứa khoảng 65% đến 80% là nước. Chondroitin sẽ làm nhiệm vụ chuyển hóa nước và chuyển hóa dinh dưỡng nuôi sụn, làm cho sụn có độ mềm dẻo, vững vàng, kích thích các cơ chế nuôi dưỡng, tái tạo và sửa chữa sụn khớp bị tổn thương. Ngoài ra, chondroitin còn có một vai trò khác cực kỳ quan trọng, đó chính là khả năng ức chế hoạt động của các enzyme tiêu sụn. Do quá trình lão hóa và sự tấn công của các gốc tự do, các enzyme tiêu sụn hoạt động mạnh và phá hủy lớp sụn đệm gây nên thoái hóa khớp. Nếu chúng ta bổ sung đầy đủ thành phần chondroitin, thì thành phần này sẽ ức chế, ngăn không cho các enzyme phá hủy lớp sụn đệm, góp phần ngăn ngừa nguy cơ bệnh xương khớp. Và thành phần tiếp theo có trong sản phẩm Nutrilite Glucosamine đó chính là axit hyaluronic. Axit hyaluronic là thành phần cấu tạo nên dịch khớp, giúp hấp thụ và giữ lượng nước trong khớp xương, tạo độ nhờn cho dịch khớp, giúp bôi trơn cho sụn khớp và phủ lên trên bề mặt sụn khớp như là lớp đệm giảm sốc. Axit hyaluronic có các tính chất nhớt và đàn hồi sẽ tùy thuộc vào lực tác động. Nếu tác động một lực lớn thì axit hyaluronic có tính chất đàn hồi, còn nếu tác động một lực nhẹ thì nó sẽ như là một cái dầu bôi trơn. Bên cạnh đó, axit hyaluronic còn giúp dẫn truyền các chất dinh dưỡng từ dịch khớp đến nuôi dưỡng cho sụn khớp. Khi khớp bị thoái hóa, số lượng axit hyaluronic và chất lượng chất này ở trong dịch khớp bị giảm, chỉ còn 1/2 đến 2/3 so với bình thường. Do đó sẽ xảy ra hiện tượng dịch khớp giảm độ nhờn và mất đi khả năng bảo vệ sụn khớp. Kế đến, đó chính là vai trò của chiết xuất nhũ hương. Chiết xuất nhũ hương có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, sẽ giúp giảm viêm khớp, ức chế các enzyme gây viêm trong cơ thể gây đau khớp và khó chịu. Chính vì vậy, chiết xuất nhũ hương sẽ giúp giảm các triệu chứng viêm xương khớp dạng thấp, rất hữu ích trong việc giảm đau khớp, giảm xương khớp và cải thiện khả năng vận động. Và kế đến, đó chính là thành phần bột đông khô Acelora Cherry và bột Citrus Dehydrate, chứa vitamin C và dưỡng chất thực vật chống oxy hóa. Đối với sức khỏe khớp, vitamin C rất quan trọng đối với sự chuyển hóa protein bình thường và tổng hợp collagen. Collagen đó là thành phần chủ đạo của mô sụn.
Vitamin C có thuộc tính chống oxy hóa, sẽ giúp dập tắt các gốc tự do, hạn chế quá trình viêm ở các khớp. Acelora cherry và các loại quả có múi như cam, chanh, bưởi, quýt sẽ là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và dưỡng chất thực vật, sẽ mang lại hiệu quả chống oxy hóa, bảo vệ sụn khớp của chúng ta được tốt hơn. Vậy là với các thành phần độc đáo như trên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine đã giúp mang lại các công dụng. Đó chính là bổ sung glucosamine giúp tăng dịch nhờn cho khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình. Và cách sử dụng sản phẩm này như thế nào? Anh chị hãy uống mỗi ngày 5 viên, 3 viên vào buổi sáng và 2 viên vào buổi tối. Ai sẽ là người nên sử dụng sản phẩm Nutrilite Glucosamine? Đó chính là những người trên 18 tuổi muốn duy trì sức khỏe của khớp, đặc biệt là người thoái hóa khớp, những vận động viên, những người lao động nặng, người thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình. Lưu ý, sản phẩm này sẽ không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Và tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng đi đến sản phẩm thứ ba có trong bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe xương khớp của Nutrilite, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3. Mỗi viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3 sẽ giúp cung cấp 1029mg dầu cá, 180mg EPA và 120mg DHA, quan trọng đối với sức khỏe của cơ thể của chúng ta. Và với các thành phần đặc biệt này đã mang đến công dụng chính của sản phẩm, đó chính là hỗ trợ giảm cholesterol máu, tốt cho tim và não bộ. Vậy một câu hỏi đặt ra đó là tại sao sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3 lại có mặt trong bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe xương khớp của Nutrilite? Các anh chị thân mến, loãng xương và viêm khớp là hai vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp của chúng ta. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng omega 3 sẽ giúp cải thiện sức khỏe xương bằng cách tăng cường hàm lượng canxi trong xương, từ đó giúp giảm nguy cơ loãng xương. Ngoài ra, omega 3 còn có đặc tính kháng viêm, sẽ giúp giảm các cơn đau khớp. Chính vì những lợi ích của omega 3 này mà sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3 đã được xếp vào trong bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe xương khớp của Nutrilite. Vậy ai sẽ là người nên sử dụng sản phẩm Salmon Omega 3? Đó chính là người lớn và trẻ em trên 12 tuổi cần bổ sung omega 3. Cách sử dụng như thế nào? Các anh chị hãy uống 1 đến 3 viên mỗi ngày, tốt nhất là ngay sau khi ăn các anh chị nhé. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu về giải pháp chăm sóc sức khỏe xương khớp của Nutrilite, bao gồm các sản phẩm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3. Và với các thành phần hỗ trợ cho sức khỏe xương khớp hết trong bộ sản phẩm Nutrilite, bao gồm các thành phần chủ đạo như canxi, magie, bột đông khô cỏ linh lăng, glucosamine, chondroitin, acid hyaluronic, vitamin C từ bột đông khô Acelora cherry và omega 3 để giúp mang lại các lợi ích cho sức khỏe xương khớp. Như các anh chị cũng đã biết, bệnh lý cơ xương khớp là bệnh nghề nghiệp phổ biến nhất trên thế giới và có tính chất báo động. Đặc biệt, ở dân văn phòng, tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp lên đến hơn 65%. Chính vì vậy, chúng ta hãy chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp ngay hôm nay.